lần đầu đập hộp, có tường thép tráng nguyên kính, nhập khẩu từ Nhật Bản. Có gì đặc biệt? Khi được ship về Việt Nam, hàng hóa nguyên đai nguyên kiện, đóng gói chắc chắn, được chứa trong thùng gỗ to bự như vậy. Nên tất nhiên là mình phải dùng đến múa hay thì dụng cụ mới mở ra được đó. Mỗi tấm ốp tường xếp cách nhau một khoảng nhỏ đều đặn để không bị va chạm vào nhau, đảm bảo tấm ốp tường vẫn còn nguyên vẹn. Kiểm tra tình trạng và số lượng các tấm ốp trong kiện hàng, rồi thì mình bắt đầu lắp đặt và sử dụng. Mình dùng các vát kim loại gắn vào phía sau tấm ốp, rồi lại bắn đầu vát còn lại lên tường. Sau đó, mang tấm ốp ướm lên tường sao cho các cặp vát khớp với nhau. Nếu sử dụng nhiều tấm ốp như vậy, mình cần phải dán keo nẹp giữa các cạnh, sau đó ghép lại với nhau là xong rồi. Phần bo gốc cũng là chất liệu thép tráng nguyên kính luôn, cho cả không gian đều được đồng nhất. Vậy là đã thật sự hoàn thành tấm ốp tường rồi đó. Imower không chỉ được ốp ở khu vực bếp, phòng tắm, mà còn có thể ốp ở bất cứ đâu trong toàn bộ không gian ngôi nhà. Có thể tạo thành góc uống trà, đọc sách thư thái hay không gian chơi đùa dành riêng cho trẻ em. Đánh màu Imower có đến 37 màu cho bạn tha hồ lựa chọn, tùy theo phong cách nội thất yêu thích. Chất liệu loại thép tráng men thủy tinh sáng bóng bên ngoài, có ánh sáng chiếu vào giúp không gian càng thêm sang trọng và sáng sủa. Giống với tủ bếp, ốp tường Imower có từ tính với nam châm, nên mình có thể dùng những kệ gắn nam châm này lên tường, vừa di chuyển bất cứ vị trí nào mình thích, lại càng không phải đục đẽo tường nữa, rất là tiện lợi luôn. Bề mặt tường nhẵn được tráng qua men thủy tinh nên hạn chế vết bẩn cứng đầu bám vào, lau chùi rất là nhanh gọn nhẹ nhàng. Không gian nội thất sang xịn mịn theo tiêu chuẩn Nhật Bản, mời bạn trải nghiệm thử ngay nha.